shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Hello, chào mừng tất cả anh đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì mình là Zen TV Gamer. Thì hôm nay thì mình sẽ em cái đồ sa mới nhé, hiệu quả đấy anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ tạo tài khoản anh em ơi, chơi mới này anh em ơi. Ok, mình sẽ chọn hành tinh Lambeth hay là Caesar đây để úp cho nó nhanh. À, chọn Lambeth hay úp cho nó nhanh bởi vì Lambeth có đấm khá là nhanh nữa, cả là có đậu 20 viên đậu ấy. Có X2 bạn mình sẽ úp Lambeth đi. Ok, chọn Lambeth, anh Mokolo. Đồ sao? Chọn đồ xa 30 tháng 4 đó, hôm nay là ngày 30 tháng 4 anh em ạ. Thì mình sẽ chọn 304 đó, ấn tạo mới đây anh em ơi. Đồ xa không còn đỏ đen em ạ, anh đỏ ra nhiều đồ xa đen thì có thể là không dai em ạ, nhưng mà nó cũng là nhân phẩm anh em thôi. Điều có nặng cái là đỏ ra nhiều đồ bao xa em ạ, đen có thể ra là một toàn đồ một sao hoặc là hai sao gì đấy. Anh xem chịu úp một đời mà cứ úp đồ xa kiếm vàng vừa đơn giản lắm, cái này là hiệu quả đấy mà. Ok, bên mình sẽ ăn đậu lên làm nhiệm vụ đã sao. Thường dẫn chiếc các em úp đồ sao luôn nha. Thì bây giờ kiểu là ở cửa hàng này bây giờ bán tự động tập úp nó dễ hơn, của hai mình phải lên 26 sức mạnh cơ thì mới úp được. Thì mình kể lại nhiệm vụ lên 26 sức mạnh thì mới úp được nha anh em ơi, rất là khó, rất là khoa luôn, không như hồi xưa nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ úp lại anh em nhân này, đấm khá nhanh anh em ơi, đấm cứ là đấy không phải ai đấm hai x một nhân này khá nhanh thôi anh em ơi. Ok, thế bây giờ mình ok nhìn bố rồi này mà đấm khá là nhanh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đăng ký tài khoản, sau đó mình gọi là sẽ quay tiếp xem nha. Đăng ký tài khoản phải bảo mật đấy bạn, không là mấy bạn soi mất. Ok, bây giờ mình sẽ đăng ký tài khoản nha. Ok, sau đó anh em dùng ở chính anh em vào lỗ cho cả phụ em lấy vàng nhé, để vào lấy vàng nữa, độ 2 úp dễ nhanh em ơi, úp nhanh nữa thành sinh nhật vàng này anh em ơi. Ok, mình vừa lỗ xong mình lấy vàng em ạ. Nhật vàng lại chính ra Shiba. Ok, mình sẽ nhật vàng này em ơi. Ui, thằng lợn nó xanh xanh gà và vàng mình em ơi. Má mày biến đi, đồ con đồ hôi thối. Tránh ra ông này, bỏ ra bạn này. Bỏ ra bạn này. Bỏ ra bạn này. Ừ, nó tha mình thôi, mày nhận vào mày cả trưởng. Ok, bên mình sẽ vào nhà đến cái bờ đầu hoa này anh em ơi. Ok, sau đó anh em phải lấy cái độ 2 cho mình nha, lúc nó bị lag mình thoát vô lại. Đây mình phải lấy cái độ 2 này anh em ơi. Ok, thu hoạch đậu này. Lương cấp đậu 2 này. Lương cấp đậu đó anh nâng cấp nhanh cho mình nha, cho nâng cấp nhanh cho mình đó. Ok này, ok, sau đó anh em cứ đi làm nhiệm vụ bình thường nha anh em ơi. Anh làm nhiệm vụ bình thường cho mình, cứ làm nhiệm vụ đùi gà xong đó anh làm nhiệm vụ cắt kế cho mình luôn, nhớ nhiệm vụ đùi gà đó, đấm cho nó nhận đùi gà này em ạ. Ok, bây giờ sẽ quay nhiệm vụ đùi gà cho anh xem một xíu này. Đấm chà. Ok, được một đùi gà rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ làm xong nhiệm vụ đùi gà, sau đó mình sẽ quay tiếp cho anh em xem sau nha. Ok, mời sau khi anh em làm xong nhiệm vụ đùi gà nhá, sau đó em tải mình vào hack và anh em bản hack là bản hack Kimut.pro nhá, em tải vào cho mình nhá để úp cho nó dễ các bạn, hỗ trợ cách úp cho nó dễ hơn em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải trả nhiệm vụ đây anh em ơi. Anh em nhớ nhá, anh em vào tải bản hack cho mình là bản hack Kimut.pro nhá. Đó, úp đủ sai không sợ bạc đâu. Úp đủ sao ai ta lấy cái cùi bắp anh em làm gì đúng không? Đó, anh em ơi, mình úp được quần nhưng không một sao. Ok, thì bây giờ mình gọi là ăn đùi gà đây này. Đi mua bùa đấy em ơi, dùng tiểu lăng mình cộng sự đánh cho mình nhá. Cộng sự đánh đấy. Đó, cộng sự đánh cho mình. Ok, thì bây giờ qua tuấn cậu bé cung te vào lưng. À, cho nó nâng, ok.
Thì bây giờ là mình gọi sẽ đi mua bùa em ơi. Lá quá em ơi. Ok. Tưởng bùa ngẫu nhiên. Ok được bùa anh hùng. Ui vãi là trưởng cái bùa không liên quan gì đến bùa đồ sao em ạ. Nhưng mà ok anh nhớ mua bùa, bùa mạnh mẽ mình nhá. Bùa mạnh mẽ cái này. Với cả bùa do châu cho mình. Bùa do châu. Mạnh mẽ bùa do châu nha. Ok này. Giờ thì một là sẽ đi trả nhiệm vụ để lấy tiềm năng nữa. Ok, tiếp tục này. Ok, đánh ba lợn rồi mẹ. Ok, cộng tiền đoán cho mình. Ok, sẽ út anh em ơi. Ok, mình ở khu là không người. Ok, khu 5 không người này em ơi. Phải nhanh khu. Ok, sao chỉ còn quán mình ở A đây mình. ADD. ADD. Một bạn này, ADD hai bạn. ADD hai bạn này. Mãi mình ấn nhầm. ADD mình này, ADD là ba bạn này. Ok. Sau đó em ấn mình là test nhá. Test mình ấn test mình này. Ấn test. Test. Cho mình ấn tăng trưởng này. Ấn test mình test này. Ok sao ạ? Ok sau đó chắc mình là CD nhá. CD. À chỉ mình là auto bước số, bước số cho mình này. Bước chỉ số nhá. Chỉnh cho mình HP là 20, HP là 20 này, kia là 10 nha anh em ơi. Đó. Chính mình anh chỉ bấm cơ thể hối cho mình này. Với cả là HP là 20 nhá, HP tổng thử là 20, kill thử là 10 nha em ơi. Ok sau đó em treo cho mình nhá và nhận thành quả em ạ. Anh cứ treo mình đi. Ok bên mình sẽ treo, sau đó mình sẽ dẫn tiếp theo nhá. Ok mời sau khoảng 5 phút và khoảng 5 phút úp nha em ơi. Sau lúc cái ra được được một cái găng hay sao em ạ, khá là ngon luôn. Đây em ơi, được một găng hay sao này em ạ. Con đồ áo với cả là giày cái da đa này vẫn là không có sao hết. Quần này cũng không có sao mà. Úp khoảng 5 phút là được đời găng 2 sao em ạ, nhưng mà nó hơi đen, nếu mà ra được cái đồ 3 sao thì ngon hơn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ úp cho thành quả nhiều hơn nhá. Ok anh em ơi, sau khi anh em úp khoảng lên khoảng khoảng 16 cao sức mạnh ạ. Sau đó anh em đi làm nhiệm vụ bao con rừng, sau đó anh em đi làm nhiệm vụ 2 con 25 cho mình nhá. Để úp được sao kiểu mới em ạ. Thì kiểu này sẽ ngon hơn là kiểu cũ ấy mà, mình sẽ không dùng bản hack nữa, không bản thơ em ạ, sẽ nhanh hơn và mượt hơn anh em ạ. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà trả nhiệm vụ này em ơi. Ok anh nhớ nhá, sau khi mua lên khoảng 16 con sức mạnh ạ, 16 sức mạnh sau anh em đi làm nhiệm vụ gì nhảy là nhiệm vụ bao năng thử cho mình nhá. Đó, ok sau đó anh em về nhà cho mình, sau đó là bao năng rừng và bao năng thử gì đấy, sau đó anh em đi làm nhiệm vụ hai một con phi long bay nhá. Đó, ok chưa, đó nha. Ok sau đó về nhà là anh em trả nhiệm vụ cho ông nè. Ok ok bây giờ thì cộng với đánh mình nhá, cộng với đánh mình luôn cho nhanh rồi. Ok sau đó em mua đi mua quần áo cho mình, em mua quần áo để mặc nó cũng được phê đã. Ok sau đó anh em vào cửa hàng em ơi, em tưởng tượng đấy được 3 phút em mà khá là ngon luôn. Cửa hàng phụ kiện đấy em mua cho mình khoảng đấy hai ngập là ok rồi, khoảng 1 tiếng chút chút khoảng 2 tiếng nữa là máu là sông xanh em ạ. Đấy khó có nhưng mà sẵn ngập thì em cứ mua thôi. Ok mua gần 3 tiếng rồi mẹ luôn rồi quên. Ok bây giờ lại em mua mình một cái áo nha em ơi, mua mình một cái áo tầm đây, anh ơi một cái áo này đây, một cái áo Piccolo nhá. Anh em bảo anh thích khách mua cái áo khoảng 8 0 8 8 là ok em ạ, xài luôn này, bán cá luôn, bán mấy đồ không đồ sao luôn này em ơi. Ok, sai cái bản này nó úp khá là ngon đấy em ạ. Sai cái bản thường này nó có cái tự tập này khá là tân tiến em ạ, đấm vừa nhanh còn vừa xịn sò. Đó, ok, sau đó anh mua cho mình một cái giày nữa. Cái giày để hồi kia anh không mất kia nhá. Em có thể trụ được lâu, úp được lâu. Ok, mua mình cái giày nhựa Piccolo này. Xài luôn em ơi. Ok, ok, sau đó anh em đi mua mình một cái bùa kiểu dài là ok, mà là ổn áp, anh có thể úp được lâu. Ok, bây mình sẽ mua khoảng 2 tiếng nữa nhá. Đây mua trở dài khoảng 2 tiếng này, một cặp 1 tiếng mà 2 tiếng là 2 ngọc đó. Ok bây giờ mình sẽ úp anh em ơi. Ok anh hành tinh 5x thì sẽ thể qua sẽ úp, qua sẽ đất để úp ạ, cho nó tăng tỷ lệ rơi đồ sao, mình nghĩ vậy mà. Và mình tầm mình úp khi mình hành tinh 5x qua sẽ úp dần dần đồ sao ngon thôi, mình ta lại úp kiểu vậy. Ok bây giờ mình sẽ qua sẽ úp anh em ơi. Thứ à của mình nó được một món đồ sao mà, đây một món đồ sao này em ơi. Đấy mà món đồ hay sự cái căng hai sao lũ khoảng phút nó ra luôn rồi. Bây giờ hy vọng ra đồ bao sao thôi em ơi.
có thể không ra, có thể đen, có thể không ra em ạ, nhưng mà đỏ thì ra là đội ba sao đấy. Ok, để xẻ đất anh em ơi, xẻ đất. Ok, bắt đầu cúp lỗ rồi. Em ở đây cái bà đã úp khá các bạn, anh xài nó đấm liên tục luôn. Đấm liên tục vào mặt luôn em ạ. Ok, thì sửa hàng phím tắt. Hàng tắt vào 2 đi. Ok. Anh nhỉ. Tự động tập ăn đậu thu hoặc đậu và sử dụng kỹ năng hiển thị trên đấu phím theo thứ tự từ đấy. Ok, em sẽ sử dụng đồ khu vực em ơi. Khu làm có người luôn, không sai mà cân hết luôn. Ok, xài lên em mình đấm mình xài lên này. Ok, xài mình đấm ấy. Nhìn đấm anh em nhìn đấm tự đấm cự tự ăn đậu luôn. Khá là phê em ạ. Anh thấy không? Đấm khá nhanh luôn, tự tự cứ hút hút vào ấy. Tôi hút đồ vào em ạ, anh không phải cần mua thuốc đâu. Và tự tập là tính năng hút đồ rồi. Nó chưa đấm khá là phê luôn em ơi, ăn cà chua. Ok, thì bây giờ anh sẽ mình sẽ xem anh sau thành quả nhá. Ok em ơi, sau một khoảng ra lúc là khoảng hơn 2 tiếng hay 1 tiếng rồi đấy em ạ, khoảng hơn 1 tiếng em ạ, thì mình cho thành quả đấy em ơi. Thì thành quả khá là bất ngờ em ạ. Đây thì kéo từ lên từ xuống cho xem này. Ở mình úp bên trái đất nhận nhặt đồ trái đất, nhặt cái đồ trái đất này, găng trái đất này. Ui găng hai sao nhận từ đầu lúc khoảng 5 phút mình ra găng hai sao rồi nhá. Ui ra không có sao luôn, quần không có sao, không có sao, không có sao luôn, có sao không? Ui sao. Ok, để một cái ra hai sao đấy em ạ. Không sao mà ra ba sao thì ngon là cái ra hai sao mình nghĩ bán khoảng 30 triệu vàng đấy em ơi. Ok, được 30 triệu vàng này, được một cái ra hai sao này. Được một giày hai sao đấy em ạ. Được một giày hai sao nữa này. Cầm cái giày một sao đấy em ơi. Bên này có sao không? Ôi. Ok, được khoảng 4 món đồ sao, được 4 món đồ sao ạ, được một cái găng hai sao này. Cả được một cái ra hai sao với cả một cái giày hai sao em ạ, với cả là một cái giày một sao nữa, nói chung là được hai cái giày, một cái giày hai sao, một giày một sao em ạ. Đó em ạ, ai muốn được sao cũng như mình nha em ơi. Thì clip mình dừng lại đây nhé, anh em thấy hay, hay là yêu quý mình nhớ để lại một like này, một đăng ký một chút cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, bye bye các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.